Xin chào các bác, thì hôm nay thì em xin giới thiệu các bác về cái đầu nghiền vỡ ngô đỗ. Kích cỡ đá là 17 và 18 thì có gì khác nhau. Ở đây thì về cái hình thức thì hai cái đầu nghiền tương đối là giống nhau, từ màu sơn có sẵn bu li và bên ngoài của nó đều có cái núm vặn để mình có thể điều chỉnh to nhỏ. Lưu ý là cái đầu nghiền này mình không nghiền mịn được nhé các bạn, mình chỉ nghiền nhỏ nhất là ra thành dạng cám, còn nghiền có thể nghiền vỡ to nhỏ để các bác có thể điều chỉnh làm sao để hai cái này nó, hai viên đá này nó ép, càng ép vào nhau thì nó sẽ càng ra nhỏ hơn. Đây là cái phễu của nó, còn đây là cái phần mọn để một nắp nó chảy ra. Đá thì mình cũng có thể thay rất là đơn giản. Ở đây thì đầu nghiền 17 và 18 thì khác nhau ở chỗ nào? Thứ nhất là khác nhau ở cái phần mà là kích cỡ đá. Kích cỡ đá thì là cái đầu nghiền 17 nó khoảng kích cỡ đá khoảng 17 phân, cái đầu nghiền 18 này thì nó khoảng 18 phân. Cái đầu nghiền 17 thì mình sẽ dùng cái công suất motor nhỏ hơn là cái đầu nghiền 18. Và cái đầu nghiền 18 này thì công suất để mà nó nghiền nó sẽ nhanh hơn là cái đầu nghiền 17. Còn về cái kích cỡ của nó thì là cái đầu nghiền 18 nó sẽ to hơn một chút. Còn về hình thức là nó tương đối là giống nhau. Các bác có thể phân biệt là qua là mỗi kích thước phần kích thước đá nó rõ nhất. Đây, kích thước đá thì các bác có thể đo là các bác này tháo ra. Đây nhá, các bác khi các bác muốn thay thế đá thì các bác rất đơn giản. Bác rút ra và nó có những con ốc vít này, các bác lắp lấy cái tô vít tháo ra và thay thế rất là dễ. Ở đây thì em có 3 loại 16, 17, 18. Ở đây thì đang có loại 17. Đấy. Còn đây 18 thì nó to hơn một chút. Có một lưu ý nhỏ là cái đầu nghiền 18 này thì các bác mở nó sẽ hơi khác so với cái đầu nghiền 17. Cái đầu nghiền 17 thì các bác gắn nắp ra, nhấc lên vào đây, trong này có lỗ và khi mình cho vào thì phải đúng cái cá của nó, làm sao mà khi mình ấn xuống đấy, ấn xuống thì nó phải có cái sự đàn hồi như thế này đấy, thì nó sẽ không bị, chứ nó không được như này bó lại đấy, nó phải có sự đàn hồi thì nó đã vào cái cá này. Chính là cái phần mà ốc này nó sẽ là chính vào cái phần cá này các bác nhé. Còn với đầu nghiền 18 ấy, thì các bác không thể rút ra được. Nó khác một chút là các bác không rút ra được. Thì đầu tiên là để muốn thay đá thì các bác chỉ cần phải bỏ một cái con đây, con ốc vít nhỏ này ra. Đấy, chúng ta phải bỏ con ốc này ra. Đó, một cái điểm nó hơi khác một chút. Đấy. Và chúng ta xoay làm sao để cho cái cá này đúng, nó đúng vào phần nó có là nó rút ra được. Các bác bỏ cái phần đá này ra được. Đấy. Đây là cái đá của cái đầu nghiền 18 các bác. Đây. Cái cỡ của nó. Đây là đá của đầu nghiền 17. Hơn một chút, nó bé hơn một chút. Đấy. Cái đầu nghiền này rất là thích hợp với các bác ở khu vực mà muốn không có điện, muốn dùng đầu nổ. rất là tiện. Các bác muốn mua về để các bác nghiền ngô, nghiền đỗ thành mảnh cho gà, cho chim ăn thì rất là tiện. Đây, các bác, chất liệu của nó đều bằng gang hết. Bên em đúng là có sẵn cái đá để các bác thay thế. Nhà mình dùng ít thì mình dùng công suất nhỏ nhất là cái loại 16, trung bình là 17, to hơn là 18. Đấy, em có 3 loại. Gần đây là có cái đầu nghiền siêu mịn. Nghiền mịn thì nó khác ở cái, nó có cái sàng và nó to hơn, dùng công suất motor lớn hơn. Đây, các bác có nhu cầu muốn mua đầu nghiền vỡ hoặc đầu nghiền mịn, có thể liên lạc với em theo số điện thoại 0971 709 263 hoặc số Zalo 0971 709 263. Cảm ơn các bạn đã xem video.